Sáng nay 23 tháng 12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có đồng chí Ibn Ye, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Hội Văn học Nghệ thuật hiện có 229 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội chuyên ngành và 2 chi hội cơ sở. Trong năm 2022, hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk có nhiều khởi sắc. Hội Văn học Nghệ thuật đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình như Ngày thơ Việt Nam, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, giới thiệu tác phẩm mới về văn học và âm nhạc, cuộc thi viết về thầy cô và mái trường mến yêu, cuộc thi và triển lãm mỹ thuật Đắk Lắk lần thứ nhất, tọa đàm bản sắc Tây Nguyên trong mỹ thuật Đắk Lắk, âm nhạc dân gian Tây Nguyên trong đời sống âm nhạc hiện nay, văn học dân tộc thiểu số Tây Nguyên những hướng đi, tổ chức cho hội viên tham gia 2 trại sáng tác, 2 đợt thực tế sáng tác, 1 cuộc thi trong tỉnh, 1 liên hoan khu vực, 1 triển lãm khu vực. Bên cạnh đó, hội viên các chuyên ngành tham gia nhiều cuộc thi như sáng tác về đề tài công an nhân dân, biên phòng, tham dự giải báo chí tỉnh, giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm chủ đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm có hàng chục tác phẩm mới thuộc các chuyên ngành được giới thiệu và công bố. Phát hành 5.100 bản tạp chí Chư Giang Xin với gần 700 tác phẩm, trong đó hơn 150 tác phẩm chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trang thông tin điện tử của hội ra đời đánh dấu bước phát triển mới trong thời đại số hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ibn Ye, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao những đóng góp của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tiếp tục hưởng ứng tốt của vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, đề tài, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sáng tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật tầm cỡ, phản ánh nét văn hóa phong phú đa dạng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Phát huy tinh thần năng động sáng tạo và tổ chức các cuộc thi, chương trình để quảng bá về tiềm năng lợi thế, thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã khen thưởng cho 7 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2022. Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao 28 giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho các tác giả. Vâng ạ, xin được chúc mừng.